Đây là cái dụng cụ để làm ra lửa. Nhưng mà kèm theo cái máy lửa nữa. Tâm ơi, lấy ngay cái máy lửa nhá. Ở trong phòng ấy. Đây, Lindo ơi. Lindo là đây. Đây là cái này. Sinh tồn. Đây, kèm theo máy lửa đây này. Ờ, được rồi. Thủ cái, đây, cái này của anh. Thủ cái trong túi. Tí nữa anh bật lửa, anh mồi lửa mà. Thủ cái trong túi. Thôi, đi nào. Đi. Đây mà. Đây, ra góc kia mà sinh tồn kìa, cho đẹp kìa. Không, từ đây mà rải từ đây là đến cái núi ấy luôn. Mình đang cứ quanh quanh trong khung quanh vùng ở đây thôi, một cái vùng đấy thôi, không được đi ra ngoài. Nhưng mà ra góc kia cho thiên nhiên kìa. Hả? Ra góc đá kia cho thiên nhiên kìa. Ờ. Đấy, xong mình giấu ở hết bên đấy à? Phải có một cái gì thì giấu ở trong đây, xong là mình trèo lên cái trên kia nữa mà. Lên rồi đi, đi giấu ấy. Họ thế này sinh tồn kiểu gì? Nhưng mà sinh tồn. Bây giờ ý là trời nó tối nhờ. Quay nó không đẹp đúng không? Đẹp à? Không đẹp. Ở đây đây rồi, mày lửa đi rồi. Thôi. Đấy, đáng lẽ là không cho mọi người xem cái cảnh này đâu. Anh Tiến này, do anh Tiến ấy. Đây, giấu dần đấy. Khẩu trường. Giấu dần đấy. Khẩu trường. Đào à? Đào đây à? Ở cái chôn nhà dưới này. Đây 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 nhá, nhớ ở từ cái lá này ra này. À đây, dưới cái lá rồi, đào đi, tay đào đi. Em bắt đầu thế này phải nhớ không? Đi đồ cứ ấy thôi. Đây chôn quả dứa đây, không quả dứa à? Rồi đây, à, rồi. Đây rồi, ok. Rồi chôm chôm đâu, đi đồ chạy về lấy chôm chôm đi. Lấy chôm chôm. Nói nhất lệ. Nhớ chưa? Chôm chôm đại cà vò. Phải đi tìm dưới các gốc cây này là mấy ấy này. Đâu? Đây, đánh dấu bằng cái này. Không tí là quên đấy. À, không, thấy không? Cứ từng cây một là biết. À, đây. Để hai cục đá đây. Bò này. Thôi, hai cục đá để trên đấy cũng được. Đây, đâu được chôn cái thanh long này xuống. Chôn nhiều nhiều quá. Đây, mấy cảnh này. Quay ấy mà. Sinh với tồn. Sinh này, tồn đấy. Chết đói em được. Rồi. Cho bà đi được thôi. Cho thò thò lên còn nhìn thấy tí, không tìm thấy đâu. Rồi. Không được. Đấy, đây đây. Tí nữa đây, giờ mới cầm cái này để làm cái gì đấy. Ô, chai nước kia. Đây đây đây, bỏ đây. Đây một chai thôi, không bỏ được. Rồi, đi vào đây được. Vào đây. Thiếu cái đinh rồi, mắc cái đinh đây rồi. Thôi. Đi tiếp. Ôi. Ủa rồi thì mà răng mà leo được lên nữa. À, ê, đưa được cột chuyến nữa. Ơ lấy con dao đi đâu thế? Lấy cái gì? Lấy con dao đâu thế đây? Không có con dao. Lấy dao tê tê. Đoạn coca là em dưới biển đấy nhá. Hồ trôi đây. Không trôi đâu, nó chìm à. Ủa sao chết rồi. Mất này. Không được, không được. Đây. Đây, đây, chạy được đấy. Rồi. Chạy được đấy. Đây đường đấy.
Đây, chèo lên đây này. Rồi. Dừa ngoắc lên đây này. Rồi. Dừa tí đi ra kia chứ lém chứ. Đây. Quả dừa ở trên đấy à? Có con rắn đấy. Không, quả dừa tí để lém lên xong là rơi xuống. Không, teo lơ lửng lắm mà. Không, đứng. Đứng đây, Jaymo. Jaymo đây. Jaymo ơi. Dây vừa cầm đâu rồi? Đâu đi, đâu con dao á. Không, trèo lên nó móc ngoắc đây là được. Ờ, thì bây giờ không, sau này cái lên cưa là được, trời đấm à. Được. Mưa? Mưa 12. Wow. Sống sót trên đảo. À, mưa thì vào đây chú. Thôi, đây là được đi. Thôi. Mưa rồi. Máy mình không biết là có chống được mưa nhỉ. Ngon ngoắc lúc này của anh nhá. Ngoắc như lúc này của anh á. Đấy á. Ờ đấy. Đấy. Không được. Thôi. Đi đâu? Đưa quà dưới. Thôi được rồi. Được rồi. Thôi được. Chặt đây quà đi của anh nhá. Đấy. Đó. Đó. Ok, rồi. Chụp chôm à? Chụp chôm để mồi. Rồi, cái này quay hai cảnh khó đấy. Rải đây nhá. Nó cái này không trôi được đi đâu đâu. Cứ rải đây. Đấy, ngửa lên như này này. Đấy. Giấu phải nhớ ấy. Đi. Bây giờ đi lại nơi xuất phát. Để tham gia chương trình. Ba người, ba anh em sẽ sống sót ở trên hòn đảo này. như kiểu mà trong phim ấy nhở. Làm sao mà sống sót trên hòn đảo này 48 giờ. Phần thưởng sẽ là một cái bánh mì. Thôi cái này, đấy đó, tin tham gia đấy. Rồi đấy, tắt đoạn này rồi đấy. Tắt được rồi. Thôi tắt đi, tối con ngu với chi nữa mà. Thôi. Về đứng đi, nằm ngửa đây là được. Cứ nằm ngửa đây là được. Ờ. Em đấy, vào ôm cả bác không ạ? Không hai hai người vào ôm. Không hai người vào một góc. Hai người một góc. Em hai ôm cả bác kia. Quay cho một cảnh trước đi. Quay nhiều cảnh mà. Đây. Lại đi. Lại để quay lồng nhạc vào đầu tiên. Sau đứng đấy là mỗi người một góc thì chính nhau.
Chúng ta lấy nhà ôm tảng đá kia. Lại đi, lại đi, lại đi, lại đi, lại đi, lại đi, lại ôm luôn cái tảng đá lúc này. Đỉnh cao. Linh nhảy ra đấy kia đi. Mình phải một góc khác. Đấy có mày đấy. Sao rồi? Mình đi đồ đây rồi bắt đầu. Cái cảnh ấy được. Bắt luôn cảnh làm sao mà bờ linh tinh ở bờ trong bờ này cũng được này. Không có để bờ bơi vào đâu. Tao cũng giữ cái làm bờ bút với trên bờ này cũng được. Dưới đây. Đi rời ấy. Ôi mày sáu yếu quá. Tầm thấp mới đây được này, đi ơi. Tàu mấy cái to rồi mà bây giờ. Bố đáy gì nữa đó. Đây, lên cục cát đi. Úp mặt xuống, úp tay xuống. Úp tay có một đống bung ở đâu đấy, úp tay xuống. Úp tay xuống. Úp tay xuống đó. Nó đụng chân xuống đi này. Úp chân xuống. Hình nghiêng này, hình như này. Ờ. Đúng rồi, tôi biết. Quay được thật bóng nhá. Rồi, bây giờ là tỉnh dậy đi. À, à, ra đây nhá. Xem ra đây. Để tránh tránh bóng đi. Bắt đầu. Để link đấy, để link đấy thích dậy đã. Ờ. Hôm chân tạo luôn. Quay lại cái nhớ đi, lúc này rồi thôi. Nào, quay lại đi, quay quay giống như lúc đấy. Giống như lúc đấy nhưng mà vỗ một lúc sau tầm 5 giây sau Lindo mới tỉnh nhá. Cành là ô Lindo đây rồi là đúng rồi. Ờ. Ờ. À, Lindo lại là ngủ đi. Dạ. Đi đi, khôi.
Tao lôi mi lên đi nhá. Dạ. Lôi mi lên đi chứ này, cậu lên tạt tạt cho mấy cái. Sao là hô hấp cả kiểu ấy. Rồi rồi. Chưa. Rồi rồi. Đi đâu? Quay tiếp, quay tiếp đi, cứ quay tiếp thì về cắt. Quay tiếp đi. Cắt được. Bôn được khô, uống tí nước. Uống tí nước. Không, anh chấp chấp mấy cái để em quay lại cần, cần nó cũng đã. Ở đây. Mấy anh thì thổi không, em quay lại cần cần nó cũng đã. Anh lấy thổi nó phán nó phun. Phán nó phun. Cái bọn em lại quay cần cho nó có nó phun. Ui, đi thôi. Đây là đâu, đây là đâu? Đây đâu đây? Rồi, đây rồi, ok rồi. Rồi, dưới bàn hồi là hồi đâu cắn bích đi. Quay lại đi. Quay lại đi. Quay lại đi. Chà ơi. Hả, đừng nha. Nắp bao nhiêu view. Hay thế mà. Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại. Đây là đảo hoang nhá. Đây vì cái tưởng tượng đây là đảo hoang. Không có gì cả. Không có một cái gì cả. Tí nữa mới đi tìm thức ăn. Chưa quay bao. Quay đâu, quay đâu. Quay này. Tưởng tượng thế nhá. Đây. Họ lên lên đó chỉ là họ yếu mộ được để mình nói là được. Đừng bắt cái cảnh đảo bên kia nhá, bắt cái cảnh bên kia kìa. Vì thế bây giờ nhìn là không... Nhìn không, đấy. Đảo bên kia là được, ta giặt thử đổ ra đây mà. Cứ cho ở ngoài dưới biển đây đây đi, không biết gì luôn. Đấy. Quay ra đây. Không, sau mấy cảnh là lý cảnh nữa bố. Lý một cảnh được hết bố, hai mặt lý một cảnh nữa bố. Thì ban đầu không để cho ấy cái đấy. Ờ. Nào. Thế bước rồi quay nào. Kìa. Sát vào. Khé ló khé được rồi. Sát nữa vào, sát nữa vào. Đừng zoom, sát nữa vào, phải quay sát nữa vào. Zoom, đấy, zoom nhưng mà quay xa. Đấy. Nó đẹp. Rồi. Nó không, không đẹp, nó đẹp. Đấy, lấy cảnh thứ ba kìa. Nào, nào bắt đầu nhá. Bắt đầu. Ôi đây. Ôi đây ngổng mồ. Hết mồ. Vừa hai anh em đi tàu sang quyền. Lại đi. Lại. Ôi đây. Ôi đây ngổng mồ. Biết đâu. Vừa hai anh em đi từ cái cảng đi đường xa Cô La. Đó, cứ thuyền chúng ta thế kìa. Lướt xuống khi nào không biết. Lắm. Uống say quá rớt như nào không biết. Rồi. Giờ vào một cái đảo này không có cái gì đây. Ừ. Xung quanh đây không có cái gì cả. Không có cái gì thật. Mơ đây. Rồi. Dom nó lấy cái cung hình nó đẹp lắm. Cái len nó rồi. Đi theo kiểu thả nổi nhá.
Được rồi. Ở đây muốn ăn là phải đi tìm. Ăn cá trái cây chỉ ăn hoa quả thôi, đến bữa là phải đi tìm. Không có thịt đâu. Bây giờ là đại ca cho bọn em đi theo với. Đúng rồi. Bây giờ bọn em lạc ở đây rồi, không biết ở đâu cả. Đói lắm. Thôi được rồi. Tao ở đây một mình cũng buồn. Chúng mày bây giờ là nước này đại ca mở hẳn ra mà uống đâu mở hẳn ra phải bấm rồi biết từ cái cảnh này bao giờ ấy phải khởi cái gì để ấy nhỉ, để bích nhỉ. Ở đây thì cái gì nhỉ, làm quay đi không, cái này là để sau, cái này để sau đi. Cảnh này để sau để chuyển sang một cảnh khác đó. Cảnh này lâu quá rồi. Ở đây thì bây giờ cho ông số đề cao đều như thế này không có gì ăn. Không có rồi anh lấy đâu ra cho nói anh gì. Cho đi cả nói câu này đi. Im mồm. Đúng đấy. Sao lại khát luôn, nó bỏ không có gì ăn, nó lại có béo như này. Lùi nhá, lùi về, cứ lùi về nhá. Khoan. Rồi, đi, bán nha. Trở lại đi, ok, để quay cảnh. Thôi cứ đi cả đòi đâu. Ở đây là không cần phải tiêu tiền. Vâng. Thường đại ca ăn cái gì? Tao ăn lá cây à, ăn tìm được cái gì tao ăn cái đấy. Thôi đại ca bảo không có chi ăn bánh, đại ca đều như thế này. Đi bộ như này. Vâng. Ăn lá cây cũng béo được. Vâng, vẫn béo bình thường. Vâng. Mày ở đây 2 năm nữa mày cũng sẽ béo giống như tao. Vâng. Hỏi nhiều quá. Mà béo như này. Đều như này. Đã kêu mang rồi mà thắc mắc. Vâng. Đây, ví dụ là cái này. Nước. Đất đi, tối về để uống. Thu hoạch. Cái này mà khổ à? Có gì nữa không? Cái nào có cơm hay? Có cơm không? Có cái gì nữa không? Mày cầm được cái này để về tối đốt lửa. Vâng. Cầm đi. Vâng. Hai mày cơm nước. Vâng. Thỉnh thoảng ở có mấy cái tàu nó bị đổ, nó trôi các thứ vào đây. Vâng. Thế buổi đêm ở đây làm cái gì? Có cái ăn. Còn không là phải đi đào. À, cái này đại ca đấy ở đây đúng không? Sao nóng như này? Đại ca mới đấy đây này. Đại ca mới đấy trong này. Thì ra là uống nước đấy. Đại ca uống nước đấy. Ôi, không phải đâu, không phải đâu. Đại ca uống nước đấy này. Bọt đấy này. Đấy này. Đại ca này. Uống nước đấy. Bốc phét. Bốc phét là uống đại ca. Đại ca. Ôi. Bây giờ nước có rồi. Rồi. Đồ ăn ở đâu? Đồ ăn, đại ca ơi. Đại ca. Đâu? Bán. Đâu? Là bán. Ôi, kể đi. Đừng quá. Đừng quá. Đấy, ăn cái này thôi. Vâng. Thôi nè. Ca ở đây mà đại ca biết chỗ này có thanh long thì có nhiều nơi có nữa. À đúng rồi, phải đi theo đại ca thôi. Có bắt cá không? Chỉ cho bắt cá cho mà ăn. Đại ca bắt cá xong à, ăn xong luôn à? Ừ. Không nấu à? Không, nướng. Cái này ở đây không lửa đâu. Vâng. À,
Đây có mấy quà đại ca béo được. Ai? Gì đấy? Cái này là tí là buổi tối là để đánh lửa. Ấy chà. Để nướng cá. Đánh ra lửa mà làm sao ra được? Cái này chỉ có trên TV. Em ngồi ở chỗ kia kìa. Ngồi ở cạnh tảng đá ấy. Ra ngồi ở cạnh tảng đá ấy. Đấy, đừng quay phía mặt Linh với cả idol ấy, như đồ. Sao lúc anh đi gần đến nơi xong đầu em mới đi ra? Thôi anh đi sớm đi. Sao anh có đâu chỉ này nói thì em mới đâu chỉ. Em đứng đây này, để quay nhìn này trông trông đây này, ăn đây này. Đấy, rồi, anh chiến. Đấy, hai anh em ngồi ăn này, anh chiến. Đứng ở tảng đá kia đi, đứng đấy. Đấy, đứng đấy rồi. Quay đây. Câu nữa. Quay ngang đây. Cái này, quay ra đây, canh, quay đi. Đứng sát vào góc bên đi nhé. Cứ quay đi, quay tối được. Nó có cảnh họ này, bây giờ có cá đấy rồi. Cá về rồi à. Cô cá đâu đấy? Cá vừa đi bắt về. Thì mày ăn cái gì đây? Không biết. Đấy bắt ở đây, đấy đào ở đây. Đào ở đây lên là có mấy quả đây này. Quả này là quả gì đây? Không biết, vừa ăn thôi. Ăn rồi. Đại ca ăn đâu? Cho đại ca quả. Đại ca có biết là quả gì đây? Không biết. Đây. Sao tao ở đây bao nhiêu năm mà không thấy? Mới đào lên. Bắt ra, đại ca ơi. Ăn cái này mà. Ăn cái kèo tông của đại ca ơi. Cao mà không nói sớm. Xin lỗi đại ca ơi. Không. Ở trong có hạt, có hạt này. Bắt hạt ra. Cao mà không nói sớm. Đấy, bóc vỏ, ăn dứa, nhà hạt. Đúng rồi. Đây, cứ đi à. Cô tông. Đông. Quả này ngon đấy. Vâng, cảm ơn đại ca. Sao chúng mày ăn nhiều thế? Hết rồi. Ngon. Bây giờ đi nướng cá hả đại ca? Ăn tối. Cá này ăn tối đúng không? Tôm ăn tối đúng không? Giờ ăn tối thôi. Bắt đâu mà giỏi thế? Tao bắt xung quanh đây. Xung quanh đây rất nhiều cá. Đại ca giỏi đấy. Đúng thật là có kinh nghiệm 30 năm ở đây mà. Béo như này là biết rồi đấy. Cái này làm tao béo. Thế là... Đi thôi. Ủa tiếng bao giờ này. Đi thôi. Đi bao giờ. Con này.